hai thì anh yên tâm. Và tay nào. Đi bộ qua hết cửa cầu vàng nha. Mình đi bộ qua hết cửa cầu vàng, rẽ luôn tay chân tay phải luôn. Qua hết cửa cầu vàng. Cứ qua tay phải đúng không? Cứ đi hướng tay phải thì mình sẽ tới hầm rừng, vườn hoa và suối nước. Nhớ ok. Mà. Ok. Cái hầm rừng là nó mình vừa đi khỏi xuống dốc á, vừa hết cửa ra tới dốc á là nó là mình trái mình luôn. Cũng dễ tìm lắm luôn. Rồi ok anh. Rồi ra. Mình hẹn 3:30 ngay ở đây nha. 3:30 à? Mấy giờ anh? 3:30 ra đây. Giờ đi cầu vàng đi hầm rượu à? Đi cầu vàng đấy, đấy để chụp hình nhá, cầu vàng đẹp này. Mọi người đi phía trước đi để đài quay ra nào, đài quay ra nào. Đây một thằng đằng trước đây này. Đây là bàn tay vàng nhá. Ồ, bàn tay này. Ôi. Bàn đấy có đẹp không? Ủa Uyên, chỗ này nhìn chụp làm gì có thấy bàn tay đâu. Chả thấy gì. Đoạn kia mới đẹp, đoạn kia chụp thấy một bàn tay. Đoạn này nhìn đoạn này chụp không đẹp. Không đẹp. Nó phải trông lên bàn tay nó mới đẹp. Đây thì cũng có thấy một tí. Ờ có một tí. Đi ra kia đi. Đi ra hai con cháu nào. Rồi. Rồi, mua luôn. Tú đâu đây, chụp ảnh nào Tú ơi. Đi với cậu Bi hay đi chậm lắm, nào cậu Bi đang đau chân mà. Phước nào. Đúng rồi, Phước đứng rồi được. Phước đứng lùi lại phía sau của bà ngoại. Cười lên chị thăm nhăn được kìa. Cười lên Phước ơi. Rồi, đẹp rồi. Ba mẹ Phước đứng chỗ bên nào. Ba. Đẹp không nào. Phước à, quay đây. Phước. Ờ Phước nhỉ. Mọi mẹ cứ đứng lên chú ạ. Ok. Rồi. Ok. Mà đi kia đi chụp hình ấy, đi với hai bà đi chụp hình. Chụp hai anh em riêng phát là chụp hai anh em riêng. Là chụp hai anh em riêng. Đúng cái kiểu như là lúc đấy mà hai anh em chụp phát, hiểu không?